vicino. Trong một lần dạo chơi với gia đình tại Las Cruces, New Mexico, Mỹ vào tháng 11 năm ngoái, cậu bé 9 tuổi, Jules Park, bị vấp ngã vào một vật mà bất ngờ thay đó lại là một phần hóa thạch của sinh vật cổ đại cực hiếm. Nó có hình dáng rất lạ, ban đầu cháu chỉ nghĩ đó là đá, nhưng sau đó lại nghi ngờ rằng đó không phải là thứ bình thường. Jules giờ đã lên 10 trả lời phỏng vấn tờ New York Times cách đây vài ngày. Thứ đã khiến Jules vấp ngã trông giống một cái ngà. Bên cạnh đó, cậu bé còn nhìn thấy một thứ khác có hình dáng giống một xương hàm khổng lồ, vẫn bị lấp bởi đất cát. Trong khi anh trai Hunter của Jules cho rằng nó thuộc về hộp sọ của một con bò lớn, thì bố mẹ Kyle và Michelle Spock thì đinh ninh đó là của một con voi. Cuối cùng, họ đã chụp lại vật thể kỳ lạ để có thể tìm hiểu rõ xem đó là gì. Bố mẹ của Jules gửi bức ảnh cho Peter House, một giáo sư sinh vật tại Đại học bang New Mexico ở gần đó để tìm câu trả lời. Ngay lập tức, họ đã nhận được hồi âm và vô cùng bất ngờ khi biết rằng đó là hóa thạch của loài Stegomastodon, một loài động vật có vú ăn cỏ, có hình dáng tương tự voi, với niên đại ít nhất là 1,2 triệu năm trước. Và thứ đã khiến Jules vấp ngã chính là cái ngà và một phần xương hàm của một con Stegomastodon. Bố của Jules, anh Kyle Spock, chia sẻ: "Tôi đã thử đặt mình vào vị trí một cậu bé 9 tuổi và nhận thấy việc tìm ra thứ gì đó giống như thể thật là khó tin. Giống như hầu hết các đứa trẻ khác, thằng bé đã từng rất hứng thú tìm hiểu mọi thứ, có lẽ là hồi 5-6 tuổi. Khi ấy chưa tìm đọc tất cả những quyển sách về khủng long và hóa thạch, thằng bé cực kỳ thích thú chủ đề ấy", anh Kyle cho hay. Sau khi biết con phát hiện được hóa thạch quý hiếm, ông Spock đã để cậu bé toàn quyền quyết định. Thay vì đào hóa thạch lên, Jules đã bảo bố mẹ liên lạc đến một chuyên gia khảo cổ học. "Chúng tôi rất rất cảm ơn gia đình họ vì đã liên lạc với chúng tôi. Vì nếu họ không làm thế và tự mình đào hóa thạch lên thì mẫu vật đã có thể bị hư hại. Đây là thứ phải được xử lý cẩn thận dưới sự giám sát của các chuyên gia", giáo sư Hao nói. Khi giáo sư Hao và gia đình Spock ghé thăm địa điểm phát hiện sau sự việc trên một ngày, họ đã quyết định lấp nó đi. Và đến tháng 5 vừa qua, một đội chuyên gia mới được cấp phép và tài trợ để tiến hành khai quật mẫu hóa thạch lên. Nằm ở cuối làng Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, ngay sau khu bể bơi Liên Hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, miếu cây đề được coi là ngôi miếu linh thiêng bậc nhất đối với người dân nơi đây. Không những vậy, xoay quanh ngôi miếu bí ẩn này còn chứa đựng nhiều câu chuyện ly kỳ đầy lôi cuốn. Không biết chính xác có từ ngày tháng năm nào, nhưng ngôi miếu thiêng nằm trọn trong những tán cây bồ đề cổ thụ được người dân làng Nhân Mỹ rất tôn kính. Các cụ cao niên trong làng kể lại, cây bồ đề xuất hiện và tồn tại ở đây đã hàng trăm năm, mà đến năm 2003, dân làng mới lập ngôi miếu ngay tại gốc để tiện việc thờ cúng. Ngôi miếu thờ phụng Đức Thánh Hoàng làng thời nhà Lý. Bà Nguyễn Thị Huyền, thủ nhang đồng đền ở ngôi miếu kể lại, cây bồ đề này có từ lâu lắm rồi, khi bà ngoại tôi hơn 100 tuổi nó đã có. Năm 2003, khu Liên Hợp Thể thao Quốc gia chính thức được khởi công. Lúc đó cây bồ đề nằm trên đất dự án, vì thế nên họ muốn nhổ bỏ đi. Nhưng vì sau đấy gặp phải nhiều biến cố, ảnh hưởng đến việc xây dựng nên họ cho cẩu cây đề ra chỗ hiện nay. Mới đầu, trước cây đề chỉ là một cái cột nhỏ sơ sài, đủ để một bát hương, chứ chưa có cái miếu như ngày nay. Bà Huyền cho biết thêm, có một lần xuất hiện con chim ó từ đâu bay thẳng đến hướng cây đề rồi nằm gục ở gốc cây, được cụ Nguyễn Thị Duyên, 80 tuổi, người cao niên làng Nhân Mỹ mang về cứu giúp nhưng không qua khỏi. Người dân trong làng cho rằng con chim ó là điềm báo, là hiện thân của ngài nên đã ướp xác và hiện đang để tại đình làng Nhân Mỹ. Sau đó dân làng bắt đầu lập miếu thờ phụng Đức Thánh. Người dân trong làng nhà nào hễ có việc từ cầu xin con cái, làm ăn thi cử cũng đều ra miếu thắp hương cầu khấn xin ngài. Không chỉ người dân trong làng mà cứ người nọ truyền tai người kia, nhiều người ở nơi khác cũng tìm đến.
Thậm chí có những người lặn lội từ Quảng Nam, Đà Nẵng ra để xin lộc ngài. Ai xin việc gì cũng thành, nên ngôi miếu được biết đến là nơi vô cùng linh thiêng. Bởi nằm trong khu Liên Hợp Quốc gia, vì vậy cũng có rất nhiều vận động viên, cầu thủ, huấn luyện viên nổi tiếng cũng phải tìm đến cửa nhà ngài để thắp nén nhang cầu xin mọi sự thuận lợi trong cuộc sống, công việc. Khi kể về những lần được ngài báo mộng, bà Huyền chắp tay vái trước bàn thờ rồi nói: "Ngồi trước cửa nhà ngài, tôi không dám nói điêu nửa lời. Có những ngày rằm mùng 1, tôi chỉ ra thắp nén nhang mà quên không dọn dẹp miếu, mà ngài làm cho tôi nóng ruột, nóng gan như lửa đốt, làm việc gì cũng không xong. Có hôm còn nằm mơ, có một ông lão cầm gậy ba tông, mặc quần áo giác đầy vàng báo mộng nói rằng: "Nơi linh thiêng sao lại để mạng nhện chăn đầy thế kia? Sợ quá sáng hôm sau, tôi phải ra miếu sớm để dọn dẹp nhang khói." Là người trực tiếp trông coi nhang đèn tại ngôi miếu, nên bà Huyền đã chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện kỳ lạ xảy ra. Để minh chứng cho sự linh thiêng này, bà Huyền kể lại rằng: "Những cặp vợ chồng nào trong làng lấy nhau đã lâu mà chưa có con đều ra đây kêu cầu, và tôi đã lễ cho rất nhiều người, sau đó đều mang thai, có hơn 100 đứa trẻ được ra đời như thế. Có cô gái tên H lấy chồng gần 6 năm mà không hề có mụn con nào ra đây cầu khấn xin con. Tôi đã thỉnh ngài cho cô gái đó. Ngay sau đêm hôm ấy, tôi nằm mơ ở trước cửa miếu, có một vị nằm vắt chân như Phật. Lại gần, tôi lại ngài thì ngài bảo đã ứng cho cô gái kia đứa con. Kỳ lạ lắm, sáng hôm sau cô gái gọi điện cho tôi và bảo đêm qua cũng nằm mơ cõng một đứa trẻ là con trai, đi trước là đàn voi và đàn ngựa. Cô gái không hiểu ý nghĩa giấc mơ của mình và tôi đã giải đáp rằng như vậy là ngài đã chứng lời khẩn cầu của cô rồi. Cô gái vui mừng lắm, sau bao hôm thì phải ra lễ tạ. Nhiều trường hợp có người đụng chạm đến ngôi miếu và đã bị ngài trừng phạt nặng. Chốn linh thiêng không phải là chỗ để làm những việc xấu, bởi không việc gì người trần làm mà qua mắt được thần thánh, thế nhưng nhiều người vẫn coi đó là chuyện ngoài tai. Bà Huyền cho biết, khi miếu vẫn chưa lắp cửa, nhiều người qua đây vào lấy trộm tiền lễ và tự tiện hạ lễ mang về. Có lần người đàn ông tên T ở thôn Văn Trì, Minh Khai, Hà Nội đi làm về qua thấy miếu, không có ai, nổi lòng tham vào lấy trộm tiền lễ. Về mấy hôm sau thì nhà bị nổ bình ga cháy lớn. Bà Huyền khẳng định tất cả những chuyện này đều là sự thật, không chỉ một mình bà biết mà cả làng, những người lớn tuổi đều biết. Miếu cây đề là biểu tượng cho văn hóa tâm linh, nó ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân nơi đây. Cụ Bùi Thị Thực, 78 tuổi, cao niên trong làng nói rằng: "Từ khi lập miếu bên gốc cây đề, cả làng làm ăn thuận lợi hơn hẳn bởi được ngài độ cho. Miếu thiêng là vậy nên không ai trong làng dám mạo phạm. Có lần bát hương trong miếu bị cháu trai tôi đá quả bóng trúng vào rồi đổ. Sau khi về thì cháu bị ngã cầu thang gãy chân, kèm theo đau đầu như bú bổ, mồm ú ớ không nói được ra hơi. Là ở chỗ, đi khám thì không ra bệnh. Lúc hỏi có nhớ đã làm gì không thì cháu kể là mình đã đá vỡ bát hương ở miếu cây đề. Do mạo phạm đến cửa nhà ngài nên gia đình đã mang lễ ra tạ lỗi. Sau khi làm lễ xong thì những bệnh lặt vặt tự nhiên khỏi hẳn." Bà Nguyễn Thị Huyền nói về những lần được giáp kiến ngài. Nhiều lần bà mơ thấy một ông cụ cầm gậy ba tông, đầu đội mũ chuồng về báo rằng phải trông coi miếu cẩn thận vì nhiều người rình rập muốn làm điều xấu. Một hôm vào khoảng 3 giờ sáng, bất chợt tôi thấy có ai nói văng vẳng bên tai rằng: "Con ơi dậy đi, dậy mà ra khóa cửa miếu lại đi, ta đuổi cái người định ăn trộm đi rồi." Giật mình tỉnh dậy, nằm đến 8 giờ sáng thì tôi đi ra thấy ổ khóa có hiện tượng đục đẽo nhưng không thành. Bà Huyền kể lại, ánh mắt hướng về phía cây đề đầy tôn kính. Nhiều điều kỳ bí diễn ra xung quanh miếu cây đề cho đến nay vẫn không ai có thể lý giải được. Niềm tin vào sự huyền bí là nhu cầu có thật của con người và theo các nhà khoa học nó lớn hơn mọi chứng cớ phản bác. Cây bồ đề vốn được trân trọng là loại cây thiêng trong tín ngưỡng Phật giáo. Xưa kia, Thái tử Tất Đạt Đa đã rời kinh thành vào rừng, ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề mà đạt tới sự giác ngộ trở thành Phật. Qua đó mà cây này có tên là Bồ Đề, vì Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Hà Nội có rất nhiều cây Bồ Đề cổ thụ và cây Bồ Đề ở phường Mỹ Đình 1 là một trong những số đó.